Như các bạn đã biết, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang trở nên ngày một tồi tệ hơn sau 24 giờ kể từ khi tuyên bố tăng thuế 200 tỷ từ mức 10% lên 25%. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục tuyên bố rất có thể trong đầu tuần sau sẽ lên kế hoạch cho câu chuyện tăng thuế tiếp tục số lượng hàng hóa còn lại 325 tỷ hàng hóa từ cái mốc 0% lên một cái mốc cao đột biến 25%. Đấy, toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của người Mỹ lên mức 25%. Như vậy thì cuộc chiến này có vẻ như đang châm ngòi cho một cái chương trình, nếu theo cách chúng tôi suy nghĩ thì đó được gọi là chương trình phòng vệ tiền tệ của các nước trên toàn cầu. Và trên một số trang web tài chính của Việt Nam bắt đầu xuất hiện một số cái bài viết liên quan tới việc phân tích và bình luận về cái vấn đề một số các quốc gia của khu vực châu Á là những nước đi đầu trong cái việc là ngân hàng trung ương có những cái dấu hiệu ban đầu chuẩn bị hạ lãi suất cơ bản hàng loạt trên các quốc gia. Ngân hàng trung ương các nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương đang hạ lãi suất nhằm đưa ra gói kích thích kinh tế, kích thích tiền tệ, mà trong khi các chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trở nên ngày một tồi tệ hơn, bất ổn kinh tế ngày một tăng cao, và Philippines là nước và quốc gia đầu tiên có thể sẽ chuyển hướng sang nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương Philippines, Banco Central mới đây đã hạ lãi suất cơ bản đồng peso 25 điểm cơ bản trong buổi họp chính sách gần đây vào ngày thứ Năm. Mức lãi suất mới là 4,5%, dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Hai. Như quý vị và các bạn đã biết thì trong một cái chương trình hỗ trợ về chính sách để có thể hỗ trợ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán Trung Quốc trong phiên giao dịch tối thứ chiều sáng ngày thứ Sáu tuần trước, thì chúng ta thấy rằng việc cần làm ngay lập tức của chính phủ Trung Quốc đó là hỗ trợ cho cái thị trường chứng khoán không bị hoảng loạn trước cái thông tin Mỹ tiếp tục nâng thuế mức 25% đối với 200 tỷ hàng hóa trước đó. Thì phản ứng của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã được hưởng lợi rất mạnh trong câu chuyện này và tăng tới 3%. Phía sau các cái động thái về câu chuyện hỗ trợ về dòng thanh khoản cũng như là cái lực mua trên thị trường nhờ vào ngân, theo những cái phân tích của giới tài chính quốc tế là nhờ vào lực mua dòng của các cái công ty và các quỹ đầu tư tài chính của chính phủ Trung Quốc. Tiếp theo đó sẽ là động thái hạ lãi suất của Philippines, thì ngân hàng trung ương Malaysia, New Zealand đưa ra các cái động thái tương tự. Các ngân hàng trung ương châu Á đã chuyển hướng sang nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định ngừng lãi suất vào tháng 1 năm 2019. Và câu chuyện của người Mỹ nâng và đánh thuế lên toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc trong thời gian sắp tới, nếu cái chia cái việc mà sau một tháng kể từ ngày 10 tháng 5 Trung Quốc không có những cái động thái nhượng bộ, thì người Mỹ tiếp tục sẽ nuốt nốt số lượng hàng hóa mà nhập khẩu từ Trung Quốc với mức thuế 25% lên 325 tỷ hàng hóa còn lại. Và đây là động thái cuối cùng trong việc leo thang cái chính sách thương mại của Mỹ. Người Trung Quốc tuyên bố là sẽ đáp trả. Câu chuyện đáp trả thì có thể sẽ nâng những hàng hóa nào mà Trung Quốc có thể sẽ nâng được, còn lại thì một số hàng hóa nhập từ Mỹ về sau đó lại tiếp tục xuất đi thì có lẽ là Trung Quốc sẽ không nâng. Và chính sách hỗ trợ thì chúng ta đã thấy rồi, ngoài cái chính sách hỗ trợ thị trường chứng khoán qua việc bơm tiền vào các cái kênh, các quỹ đầu tư của ngân hàng trung ương, thì việc mà nới lỏng tiền tệ bằng việc cắt giảm lãi suất cũng như là những cái công cụ tài khoá và công cụ gọi là vĩ mô khác thì Trung Quốc hoàn toàn có thể sẽ làm được. Điều chúng ta lo ngại nhất đó là leo thang của cuộc chiến tranh thương mại hoàn toàn có thể leo thang sang cuộc chiến tranh tiền tệ. Cuộc chiến tranh tiền tệ sẽ có vẻ gốc khốc liệt hơn nếu như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng sẽ cắt giảm lãi suất, sau đó thì phá giá đồng tiền. Việc phá giá đồng tiền của đồng nhân dân tệ cũng sẽ ảnh hưởng gọi là sâu rộng và là một cái làn sóng gọi là phá giá đồng tiền trên toàn thế giới nói chung và khu vực châu Á nói riêng. Điều này thì chúng ta sẽ theo dõi kỹ hơn trong những cái động thái tiếp theo của người Trung Quốc. Nhưng chúng tôi dự báo thì cái động thái phá giá đồng tiền là điều mà chính phủ Trung Quốc đã có những cái học hỏi trước đó năm 2014, năm 2015. Việc phá giá đồng tiền chỉ gây ra những cái tác hại khôn lường cho thị trường tài chính, do đó thì Trung Quốc sẽ cân nhắc rất kỹ điều này.
hy vọng là Trung Quốc sẽ có những kinh nghiệm trước đó mà không làm điều này. Ngoài ra thì Trung Quốc hoàn toàn có thể cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng, cũng như là cắt giảm cái lãi suất cho một số cái doanh nghiệp và các gói hỗ trợ lãi suất cho nông nghiệp, cho thủy sản, cho sản xuất của Trung Quốc hoàn toàn có thể diễn ra trong thời gian sắp tới. Trước cái động thái rất là mạnh tay của người Mỹ trong việc cương quyết tiếp tục nâng thuế, đánh bằng được và thu tiền thuế từ người Trung Quốc. Người Mỹ thực sự là rất cứng rắn trong thời gian vừa qua. Tuy vậy thì người Trung Quốc không hề nhượng bộ. Rõ ràng họ hiểu hơn ai hết các cái vấn đề liên quan trong việc là người Mỹ muốn gì khi đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Họ muốn là thị trường của Trung Quốc được mở rộng hơn. Họ muốn cái thị phần của 1,3 tỷ dân Trung Quốc. Họ muốn nhiều điều hơn thế và họ muốn thay đổi kết cấu, cơ cấu luật pháp của người Trung Quốc để có thể cho các cái công ty như là Facebook, Google và một số công ty khác tới Trung Quốc nhưng không phải chuyển giao công nghệ, tới Trung Quốc nhưng không phải lưu trữ dữ liệu tại Trung Quốc. Điều này là điều mà chính phủ Trung Quốc không hề muốn một chút nào. Trung Quốc hoàn toàn độc lập trong các cái vấn đề liên quan đến cái trang mạng xã hội, rồi các cái trang mạng tìm kiếm đều có những trang riêng, thậm chí cả mua bán trực tuyến Trung Quốc cũng không phụ thuộc vào người Mỹ. Họ có trang riêng của họ, có tạp bao, có vừa rồi là của tỷ phú Jack Ma, tôi tự dưng lại quên bén một cái trang thương mại điện tử đó. Thì họ không phụ thuộc vào Amazon, đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, thì các chuyên gia phân tích dự báo nhiều nước khác sẽ tiếp tục, và thống đốc ngân hàng dự trữ Australia, ông Philip Lau, trong tuyên bố ra ngày thứ ba thể hiện quan điểm lo lắng về triển vọng kinh tế toàn cầu. Người đứng đầu ngân hàng trung ương này thì nhấn mạnh là tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ giảm và có thể tiếp theo cái câu chuyện ngưng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, và việc cắt giảm lãi suất trong thời gian sắp tới hoàn toàn có thể xảy ra khi mà cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang leo thang lên một mốc và lên một cái đỉnh cao hơn nữa và có phần khốc liệt hơn, chuyển biến từ chiến tranh thương mại chuyển sang các cái cuộc phòng vệ thương mại của các nước trên thế giới, lo ngại ảnh hưởng tới cái việc xuất nhập khẩu hàng hóa của mình trên thế giới. Chuyên gia kinh tế trưởng của Am Capital ở Sydney thì ông này dự báo là ngân hàng dự trữ Australia sẽ giảm lãi suất vào khoảng tháng 6, và nhiều các chuyên gia khác dự báo Indonesia sẽ giảm lãi suất cơ bản trước thời điểm cuối năm. Việt Nam thì sao? Có lẽ chúng ta không khó để có thể đoán được rằng là chúng tôi chỉ cần lý do, và nếu có lý do phù hợp, chính phủ Việt Nam cũng hoàn toàn có thể thực hiện các chính sách cắt giảm lãi suất cũng như là giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng để hỗ trợ thanh khoản cũng như kích thích cái nền kinh tế trong nước trong thời gian sắp tới. Các chính sách về tài khoá, chính sách vĩ mô, chính sách về định lượng sẽ được thay đổi mềm mỏng và phù hợp hơn, phản ứng sớm hơn trong cái câu chuyện thích ứng và gọi là xử lý các vấn đề khủng hoảng liên quan tới việc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng leo thang. Và chúng ta biết rằng trong những năm trước đó, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng, kinh nghiệm về câu chuyện bơm thổi tiền vào nền kinh tế theo một cái cách gọi là bất thường có thể sẽ dẫn đến những cái hệ quả, những hệ lụy lâu dài cho nền kinh tế, và điều đó là điều mà tất cả các chính phủ trên toàn cầu đều không mong muốn. Tuy vậy thì trước cái áp lực của cái tình hình phức tạp hiện nay, rõ ràng các chính phủ trên toàn cầu đều rất sợ trong cái câu chuyện ảnh hưởng mạnh mẽ tới các cái doanh nghiệp trong nước của mình trong cái quá trình sản xuất hàng hóa, khi bị áp một cái lượng thuế hoặc là bị ảnh hưởng của áp thuế sẽ dẫn tới câu chuyện tiêu hao hàng hóa chậm đi, hoàn toàn có thể dẫn đến câu chuyện phá sản các doanh nghiệp và nhu cầu việc làm sẽ giảm đi rất là nhiều. Điều đó sẽ khiến cho các nước luôn luôn đề phòng và cảnh giác cao độ trong việc là can thiệp sớm vào thị trường. Điều chúng tôi muốn chia sẻ cuối cùng trong video ngày hôm nay đó là chúng ta hãy yên tâm với một cái sự phản ứng nhanh lẹ của tất cả các quốc gia trên thế giới, cũng như là cái việc sử dụng các kinh nghiệm trước đó trên xử lý khủng hoảng trong cái giai đoạn trước đó, thì các nước hoàn toàn có thể chủ động trong cái câu chuyện gọi là đưa cái kích thích của mình vào để giảm thiểu các cái ảnh hưởng. Và điều đó thì lại đúng với những cái gì mà các chuyên gia kinh tế, đặc biệt là một trong những chuyên gia tôi khá là hâm mộ, đó là ông Harry Dent, một trong những người dự báo rất đúng rất nhiều các cái chu kỳ bong bóng khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt là bong bóng chứng khoán. Thì ông này đã dự báo rằng là trong khoảng nửa cuối năm 2020 đầu 2021 chúng ta sẽ có một cái đỉnh cao về cái bong bóng tài sản trên toàn thế giới. Điểm mấu chốt của bong bóng tài sản trên toàn thế giới chủ yếu đến từ lực cầu mua vào của các nước
khi mà sử dụng các chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ, và đặc biệt là các quỹ, các ngân hàng trung ương các nước sẽ gia tăng cái danh mục và cái tỷ lệ nắm giữ tài sản trên thị trường chứng khoán và các thị trường tiền tệ, để ví dụ như trái phiếu, ví dụ như là các cái giấy tờ có giá khác, để hỗ trợ cho kinh tế nước mình. Từ đó sẽ dẫn đến câu chuyện là các chính phủ sẽ mua ấu và một cái cuộc nó gọi là cuộc bạo loạn có thể sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới, là đưa các cái chỉ số chứng khoán trên toàn thế giới lên những cái tầm cao mới hơn, mạnh hơn. Và chúng tôi có một cái bài đăng trên tường Facebook cá nhân của Lê Văn Thắng: cơn điên rồi sẽ tới, nó sẽ thổi căng quả bong bóng tài sản trên toàn cầu. Cơn điên ấy sẽ cuốn theo rất nhiều các nhà đầu tư thành công và thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, nhưng cũng sẽ là tứ huyệt của những quý, những nhà đầu tư giàu lòng trắc ẩn, chậm chạp trong những cái cơn sóng sắp tới và do dự trong những lần giải ngân. Tiền số là một trong những thứ mà chúng tôi đã nhìn thấy dự báo đầu tiên với mức tăng kỷ lục về hướng về vùng 30.000 đô la Mỹ trên một đồng BTC, từ mốc 3.800 mà trước đây chúng tôi đã dự báo. Hiện tại thì đồng tiền số BTC đã lên tới mức 6.800 vào cái khoảng thời gian dự báo là 30.000 trên một Bitcoin vào nửa cuối năm 2020. Chỉ số DJI theo cái dự báo của ông Hanedan là sẽ chạm mốc 33.000 điểm vào khoảng quý 3 năm 2020. Chứng khoán, các thị trường cận biên, thị trường mới nổi sẽ căng đét, và bất động sản Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hòa theo cái không khí hồ hởi phấn khởi để có thể tiếp tục tăng giá. Các quỹ đầu tư dư tiền mặt sẽ sớm đổi vị thế đứng ngoài thị trường thành mua mạnh khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đến cái giai đoạn kết thúc và lan tỏa mạnh mẽ và có cái sức mạnh gọi là cái sự tàn khốc cuối cùng, khi mà người Mỹ quyết định đánh nốt thuế 325 tỷ vào cái hàng hóa của Trung Quốc, 25% thuế vào 325 tỷ hàng hóa Trung Quốc. Còn bạn, anh chị và các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này? Xin vui lòng để lại những cái bình luận, những chia sẻ, những hiểu biết của mình dưới video này. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh. Thắng ơi, ấn vào cái chuông để tiếp tục cập nhật những cái thông tin chia sẻ của chúng tôi trong thời gian sắp tới. Chúng tôi cũng rất muốn chia sẻ thêm với anh chị và các bạn một số thông tin liên quan tới việc là chính phủ Trung Quốc trong cái ngày cuối của tuần trước đã hỗ trợ thị trường chứng khoán như thế nào. Nhưng mà do thời lượng của video này thì nó cũng là khá dài rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong cái chương trình cập nhật video tiếp theo vào ngày đầu tuần tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Mong rằng video này sẽ đem lại những cái hữu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn, và tiếp tục đồng hành với chúng tôi, luôn ủng hộ và ấn like cho video này. Xin chào và hẹn gặp lại.